Mới sáng sớm mà là chốt được 2 đơn. Mới sáng sớm chốt được 2 đơn. Là hay có tín hiệu tốt phải không? Hợp lý, không ra. Không ai mà có được 2 đơn nữa mà một gọi là một bước nhảy. Hai chai mật ong và một chai dầu dừa. Ngon lành quá trời. Hôm nay con xin thêm đi cà phê không biết được không ta? Được. Vậy là hôm nay được. Ngọc đâu rồi? Ngọc ơi. Nè. Dạ. Anh Nam xin thêm ly cà phê kìa. Thôi không cho anh Nam uống đâu. Đó rồi. Quay lấy ớt nè. Lấy lấy ớt cho. Trời ơi dễ thương quá dạ. Quá thích ăn ớt nhỏ hả? Bự không? Ớt nè không được anh ơi. Phải bự. Bự. Tương ớt nè. Ớt nè. Ăn nguyên trái luôn hả? Trời ơi. À rồi, rồi hai em đã đi ra khu du lịch em đặt vé chưa? À chưa. Ừ đúng rồi, mọi người đưa chứng minh cho em đi để em gom em đi đặt vé. Ừ. Đâu bỏ đây đâu, tí nữa mình đưa nhá. Dạ. Chưa được không? Được, dạ được. Tí trong chắc xong sáng hôm nay là được. Tí sáng em chưa tí em đi đặt. Ok. Hy vọng hôm nay trời quay đẹp quay dễ. Không, mới sáng sớm mở mắt là được 2 đơn, không nghĩ hôm nay là may mắn. Tín hiệu tốt đúng không? Tín hiệu tốt. Mình bị mất cái kim cuối cùng mình thế được nữa. Ăn mì chưa hết cả lên nhỉ hai đứa. Kệ. Chỉ có hai cái đứa này đến giờ quay rồi. Đúng vậy. Bữa nay chạy hầm anh ha. Hầm. Không có nắng mà sao hầm gì. 8-9 rồi mà vẫn thế này, dã man. Ngày nào cũng phải rửa xong cũng phải lau hết nhảy ha. Trời, nhiều bát nhở. Mỗi lần nấu xong cái là một đống chén đĩa luôn. Mất công quá. Anh chị ơi. Chị Ngọc. Chị Ngọc. Gì vậy? Thấy về đây. Con này em thấy con. Anh em, vô đây nha. Thật luôn. Hôm nay thank you.
Kem béo, rồi mua thêm bánh mì đó. Ủa? Cái này là bơ thực vật mà, bơ lạc của chị đâu? Cái này không thay thế cái kia được hả? Em tại em tìm nhiều lắm mà không có. Em đi kiếm kỹ chưa? Kỹ rồi, đi nhiều lắm. Đi chợ, đi hết mấy cái chợ luôn. Trời ơi, Ngọc báo quá Ngọc ơi. Cái này mà làm hư là tại Ngọc nha. Thôi mày chắc thay thế được đó chị. Không để sao. Tôi thử coi. Thiệt dạ. Chứ, báo quá báo. Tại vì tại vì tưởng có mặt đằng sau thì anh nghĩ là anh ve đằng sau rồi tạo nên cái khối ở phía đằng sau á. Có cái cửa sổ này, có cái cửa sổ kia rất là nhiều. Rồi ok, thế đủ rồi. Còn em muốn là trong ông dễ sợ. Trong cái nhà cổ nó sẵn tối đi. Đi mang ra ngoài kia đi, đi. Nha. Chứ nãy kêu mang vô đây rồi giờ mang kêu mang ra ngoài đó. Nhớ lưu hành trí được không? Trời ơi, gì vậy cô Tí? Điện nó bị gì vậy chị ơi? Tí tập trung không? Chị ơi, tập trung đi con. Nghe rồi. Khói. Bay mà khói mù trời kìa. Khói sao bếp bay được? Để lên nắng quá rồi này. Rồi quay lại mọi người ơi. Rồi mời mọi người ăn cơm nha. Cô chú ăn cơm, cả nhà ăn cơm. Chú ăn cơm, chị ăn cơm. Đây có quả trứng ai ăn đây? Em. Cái này của em. Cái này của anh nè. Đó, ăn đi. Hồi sáng tới giờ là chọc cô Tí nhiều dữ lắm rồi. Hy vọng là kế hoạch tối nay sẽ thành công. Chứ mà đãi hồi nữa nó bông 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 từ từ. Nó bông từ từ á.
á. Ngọc ơi. Dạ. Cho em ăn hả? Ăn được rồi hả? Thử. Ngon. Miếng đi. Ngon nha. À ngon không? Em rửa này giùm tôi đi. Ủa? Em ăn rửa đi. Nhanh lên. Bữa kem này là xong rồi hả Duy? Dạ xong cái chưa? Đó xong rồi nha anh. Xong rồi là không quay cái này nữa đúng không? Đúng rồi. Thử phát nhá. Cái gì mà ấy? Cho miếng, cho miếng. Không. Ngon. Ừ, không có cho cô tí nha. Mình cười. Ăn nhiều rồi. Cái này đang test. Bánh đi đi. Rồi, em làm sao ấy? Sao vậy cậu?
Làm gì cũng hư hết trơn à, mà mọi người đang quay chạy đi đâu á. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Đây, mày quay ở đây, mày quay ở đây. Dạ, dạ, quay ở đây, bên đây, bên đây. Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc mừng sinh nhật. 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 Chúc mừng rồi, cầu nguyện nha. Nói chung là hôm nay cảm ơn tất cả mọi người. Thôi em cầu nguyện nha. Ha 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 ha.